Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Hàng ngày hay hàng ngày? Nhiều người dùng lẫn lộn từ hàng và từ hàng đến mức cho rằng hàng ngày và hàng ngày là đồng nghĩa. Tuy nhiên, hai chữ này hoàn toàn khác nhau về ngữ nghĩa. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về từ hàng ngày hàng là thứ hạng thí dụ hàng đầu hàng là danh từ thí dụ hàng hóa hàng là động từ thí dụ đầu hàng ngoài ra hàng còn là phụ từ đứng trước danh từ với nghĩa biểu thị số lượng nhiều không xác định nhưng tính bằng đơn vị được nói đến thí dụ hàng đống sách đọc mãi không hết đi khám bệnh phải chờ lâu hàng giờ thứ đến chúng ta tìm hiểu về từ hằng ngày hằng là phụ từ đứng trước động từ biểu thị lặp lại với tần số cao lúc nào cũng vậy thí dụ điều mà chúng ta hằng mong mỏi hằng là phụ từ đứng trước danh từ biểu thị tính lặp lại một cách định kỳ thí dụ muốn khỏe mạnh thì phải tập thể dục hằng ngày các tu sĩ thường tham dự thánh lễ hàng ngày do đó hàng ngày có nghĩa là cả ngày còn hàng ngày là việc lập đi lập lại ngày này qua ngày khác hàng tháng hay hàng tháng và hàng năm hay hàng năm cũng tương tự như thế các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ tri thức hay trí thức mến chào tạm biệt các bạn